mình phải giành lại cái thềm lục địa của mình phải giành lại những cái đảo của mình, là tại vì dưới cái lòng đảo đó, và dưới cái thềm lục địa đó nó có 195 tỷ thùng dầu. 195 tỷ thùng dầu là giá trị đó, 100 đô la một thùng dầu thì nó có 19.500 tỷ đô la, tức là nó bằng tiền nợ công của Quy Kỳ. Thì quý vị có tưởng tượng không? Thành Mà ra thêm đó một tầng nữa đó là luật sư, một cái tầng sâu nữa thì nó có cái dường như là nó gọi là cái ice ice gas, nghĩa là cái khí methane mà ở sâu trong lòng đất nữa. mà nó đông lại đó, và cái đó là khí đá đốt, đá đá cháy, đá Cái cháy đó đó. nó có thể last 1.000 năm nữa, cái nhiên liệu đó, Dạ. mà cái chỗ thềm lục địa là nhờ nó cạn, thành ra mình khai thác rất là dễ dàng. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta phải tranh đấu để mà đòi cái đó lại. Tại sao mà biển đảo nó quan trọng? Chứ không phải như ông Hồ với lại Phạm Văn Đồng nói rằng cái đó là những cái hội đảo mà chim 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 ỉa, thành ra nó không quan trọng. Tại họ không hiểu cái gì hết. Tại vì họ đâu có bỏ công để bồi đắp đâu, đâu có bỏ xương máu, đâu có bỏ mồ hôi nước mắt để mà tạo ra như ông bà mình đã từng tạo ra. Phải chiến đấu với biển, với trời, với phong ba bão táp để giành được những cái mảnh đất đó. Còn cái cách mà Nguyễn Văn Đạt, Phạm Văn Đồng với Đảng Cộng sản đó, cái cách mà của ba ba que sọ lá, nó cái thuộc loại mà đá cá lăn dưa, nghĩa là nghĩ là ma mánh nè, của người ta mà tao ký tao cho mày, nghĩ là nó không hậu quả gì, nhưng mà nó thật ra nó đã làm một cái hậu quả vô cùng to lớn cho dân tộc chúng ta. Như hiện tại chúng ta thấy cộng sản nó há miệng với Tàu Cộng, há miệng mắt quai, thành ra cái tâm lý mà cái tâm lý của bọn lưu manh đó, nó đi móc túi, nó đi ăn cướp của người khác rồi nó nói tao cho mày. OK, Có một việc thì mà Quy muốn nhấn mạnh và nhắc các bạn trẻ trong nước á, là trong cái câu chuyện này nè, là quý vị nhìn thấy Dubai á, là cái nơi mà các bạn trẻ trong nước hay 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 nghĩ tới khi nghĩ về sự giàu có thịnh vượng á. Dubai những năm 50 và 60 á, Dubai kêu Việt Nam Cộng hòa của mình bằng sư phụ. Tôi nói để cho các anh chị hiểu, những năm 50, 60 Dubai toàn là sa mạc thôi, họ không có cái thứ gì ở trong đó. Nhưng mà chỉ bởi dầu và khí, cái mà hồi nãy luật sư Thọ và anh Đạo mới nói đó, mà bây giờ Dubai là nơi đáng ngưỡng mộ mà các bạn muốn đến. Các bạn thấy chỗ đó bây giờ nó giàu khủng khiếp như thế nào, thì chỉ trong bao nhiêu năm thôi đó là họ giàu như vậy đó. Thì điều đó có nghĩa là Biển Đông của chúng ta nó chứa sự giàu có và thịnh vượng cho con cháu của mình trong vòng 30 40 năm tới. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải chiến đấu để lấy lại. Thằng Tàu hồi nãy tôi có vừa vừa chia sẻ màn hình để cho quý vị coi đó, thằng Tàu nó đang quần thảo Biển Đông của mình để nó thăm dò khai thác dầu vật lý. Thì quý vị thấy là nó khai thác không ngừng nghỉ, nhưng mà giờ tụi Việt Cộng nó nín luôn rồi, nó không nói nữa, nó không có thèm nói nữa, giờ chỉ có quốc tế nói thôi. Cái trang hồi nãy tôi nói là trang quốc tế, họ đang họ theo dõi những cái hoạt động tranh chấp trên Biển Đông đó. À, thì quý vị thấy là tại sao, là tại vì Tàu nó muốn lấy hết cái đó về cho dân của nó, mà nó cũng đúng cho đảng cộng sản của nó, cho dân của nó không có cho dân nó đâu. Thì chúng ta phải chiến đấu để giành lại nếu chúng ta là con dân của Việt Nam Cộng hòa. Và sẵn cái câu chuyện của ông Hồ với Phạm Văn Đồng đó, thì tôi cũng nhắc các bạn luôn á, ông Hồ là người Tàu không phải là người Việt, thành ra là ông mới nói những cái câu chẳng hạn như là cái vùng biển đảo đó là vùng biển đảo chia nghĩa, nhưng mà thật ra biển đảo chia nghĩa mà dân Tàu, chính phủ Tàu cũng giành. Nếu biển đảo chia nghĩa thì Tàu nó đã bỏ rồi, nó đâu có giành, tức là nó lừa dân Việt của mình. Đó là điểm thứ nhất. Rồi những thằng như Phạm Văn Đồng thì là những thằng dân xứ Bắc Kỳ không phải xứ Nam Kỳ, nó là hậu vệ của đàng ngoài không phải là dân đàng trong, mà Biển Đông Hoàng Sa Trường Sa của người đàng trong không phải của người đàng ngoài. Ở trong cái lịch sử của người đàng ngoài họ hoàn toàn họ không có biết Hoàng Sa Trường Sa là cái gì, họ không có bước chân ra biển, mà dân dân đàng trong họ mới giỏi thuyền giỏi biển giỏi sông nước, thì họ chiếm cái biển này sớm hơn các dân tộc khác ở Đông Nam Á, thành ra nó mới trở thành của Việt Nam chúng ta. Quý vị thấy cái bản đồ đó, chúng ta chiếm muốn hết luôn á, là tại vì ông bà của mình từ 500 năm trước đã bắt đầu thực thi chủ quyền ở vùng đó rồi. Bọn Tây đi ngang nó phải nộp thuế đó kìa, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp phải nộp thuế, nhà Nguyễn thì đi ngang đó đó kìa. Thì quý vị thấy là thành ra là không thể trông chờ vào triều đình Ba Đình, không thể trông chờ vào cái chế độ Ba Đình mà nó giữ Biển Đông, bởi vì Biển Đông không hề có trong tâm thức, trong nhận thức và trong lịch sử của bọn Ba Đình. Quý vị nên nhớ kỹ nha, chừng nào quý vị trông chờ vào dân Sài Gòn thì họ mới giữ được Biển Đông, cái đó là chắc chắn như vậy. Thì chúng ta rõ ràng có hai thủ đô khác nhau, hai cái thể chế chính trị khác nhau, thể chế bên ngoài họ không biết biển đảo là gì, họ không có giải pháp, thể chế Sài Gòn là thủ đô thì họ mới làm được điều đó. Thì đó là điều tôi muốn gửi gắm đến các anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ trong nước nhân chương trình ngày hôm nay. Thời gian cũng không còn nhiều, thì sẵn đây xin nói lời tạm biệt và xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn chị Nguyệt đã